đều có mong muốn là cao hơn và thon gọn hơn. Thuyết phục bé đi bộ vào mỗi sáng sớm. Nên đọc bảng giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml hoặc trong 100g. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người tới với kênh YouTube của Phan Nữ Yên Nhi, một kênh chuyên về sống khỏe, tăng chiều cao và giảm cân. Video ngày hôm nay sẽ là tip càng lớn càng xinh đẹp và giỏi giang dành cho các bạn gái, hay còn được gọi là mẹo nuôi con gái. Cho nên là đối tượng của video ngày hôm nay sẽ phù hợp với tất cả chị phụ nữ của chúng ta. Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, Nhi tin là cả Nhi và các bạn gái khác đều có cái nhu cầu tìm hiểu làm sao để chúng ta trở nên xinh đẹp hơn và phát triển bản thân mình tốt hơn trong tương lai, đúng không? Cho nên Nhi đã quan sát rất nhiều người phụ nữ thành đạt. Vì sao mà họ trưởng thành thì họ càng trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, mà sự nghiệp thì càng ngày càng thăng hoa. Nhi đã tìm hiểu, sưu tầm lại và Nhi đã ghi chép lại những cái bí kíp, những cái mẹo, những cái tip của họ để Nhi có thể áp dụng bản thân của mình, cũng như là Nhi có thể có cái cách nuôi dạy con gái mình một cách tốt hơn. Và video ngày hôm nay Nhi mong muốn là chia sẻ tới mọi người, cũng như là Nhi nhận được những cái sự góp ý của mọi người để Nhi biết được là còn những cái mẹo, những cái tip nào hay nữa. Thì trong video ngày hôm nay sẽ xoay quanh những cái vấn đề về ăn uống này, vận động, những cái thói quen nhỏ hàng ngày, cũng như là cái cách giáo dục con gái. Và đây là cái cách để cho con gái chúng ta yêu thương bản thân mình tốt hơn, nuôi dưỡng bản thân mình tốt hơn và tìm thấy cái phiên bản nâng cấp của bản thân mình trong tương lai, chứ không phải là tìm kiếm một cái hình mẫu lý tưởng nào mà nó quá xa vời so với thực tế. Vấn đề giáo dục, và đây có lẽ là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta nên quan tâm tới. Giáo dục sẽ có những cái mảng chính giống như là giáo dục giới tính, giáo dục kiến thức và giáo dục về tính cách. Đầu tiên về giáo dục tính cách thì các mẹ hãy cố gắng nói chuyện với con, kể chuyện cho con nghe, đọc sách hay qua những cái tình huống hàng ngày với cha mẹ, người thân, bạn bè. Các mẹ có thể xen kẽ vào những cái tình huống giúp cho trẻ có thể hiểu hơn và biết hơn về cái sự tự lập nè, tinh thần tự giác, tính kiên trì, sự tôn trọng, tinh thần hợp tác là như thế nào. Khi chúng ta lồng ghép những vấn đề đạo đức liên quan tới những tình huống trong cuộc sống hàng ngày thì các bé cũng sẽ dần hiểu được và dần phát triển được những cái phẩm hạnh tốt trong con người của mình. Và các bạn có thể để ý được là các bé gái có những cái phẩm hạnh tốt thì thông thường có một vẻ ngoài, một cái dung nhan rất là dễ nhìn, rất là hài hòa, cho nên luôn được nhận sự yêu mến từ người đối diện. Về giáo dục kiến thức thì ngoài cái sự quan sát xem thử là bé hay các bạn gái có sự yêu thích và có thế mạnh về môn học nào, thì mình còn có một lời khuyên cho các bạn là hãy học giỏi ngoại ngữ nha. Vì học giỏi ngoại ngữ này sẽ giúp chúng ta có phản xạ tốt hơn nè, nhớ lâu hơn, và quan trọng hơn nữa là sẽ tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích từ nhiều nền văn minh nhân loại. Ở bản thân mình thì tuy mình không có giỏi xuất sắc về ngoại ngữ, nhưng mình cũng đã chia sẻ một video cách đây 3-4 năm về một cái kinh nghiệm tự học IELTS 6.5 tại nhà. Và mình hiểu được tầm quan trọng của Anh văn, nó đã thay đổi cuộc đời mình nhiều như thế nào. Đầu tiên là mình có thể tiếp thu được nhiều nền văn minh nhân loại này. Cái thứ hai là mình sẽ giao lưu được với rất nhiều bạn bè quốc tế, và mình đi đâu thì mình cũng không sợ bị lạc, hoặc là không sợ là người khác nói gì mà mình không hiểu này. Tiếp theo nữa là mình có một cái thu nhập cực kỳ tốt, và mình là một cái con người có thể cởi mở và mang được những cái trào lưu từ nước ngoài về Việt Nam khi mình còn là một YouTuber nữa. Chính vì vậy, mặc dù rất bận rộn nhưng mà Nhi luôn dành 15-30 phút mỗi ngày để vừa chơi vừa học tiếng Anh với con. What is your favorite food? I like ice cream, pizza and milk tea. Okay, that sounds yummy. And what makes you happy? Eat, sleep, and play games. Okay, great. So we open an app and play. Thay vì cho con sử dụng đồ điện tử và những cái nguồn khó kiểm soát thông tin như YouTube, thì mình có thể kiểm soát nguồn đầu vào bằng cách cho con sử dụng những cái app hợp lý trong khoảng thời gian hợp lý. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ càng và nhận thấy là Babilala là một cái app học tiếng Anh được rất nhiều phụ huynh tin tưởng và giới thiệu, Nhi đã mua trọn bộ và sử dụng. Tính tới nay thì Nhi đã dùng được 3 tháng rồi và Nhi cảm thấy cực kỳ hài lòng. Về giao diện thì app có một cái giao diện khá là bắt mắt và sinh động, cho nên là rất là thu hút trẻ em. Hai bà nhỏ nhà Nhi thì đã nhớ ngay từ quả táo là Apple chỉ sau khi sử dụng app từ 2-3 phút thôi. Mặc dù cái đối tượng sử dụng của app này là từ 3-8 tuổi, nhưng mà Nhi vẫn cho bé nhỏ nhà Nhi sử dụng. Bé nhỏ nhà Nhi đã rất thích và nhiều khi còn tranh với cả chị hai để sử dụng app nữa kia.
Tiến độ học tiếng Anh của trẻ em người bản xứ sẽ bắt đầu bằng nghe nói trước, đọc viết sau, cho nên rèn luyện kỹ năng nghe nói rất là quan trọng. Chính vì lý do đó cho nên Nhi đã sử dụng app Babilala cho hai con, vì app có sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói AI. Các thầy cô sẽ hướng dẫn con cách phát âm chuẩn giống như giọng đọc của người bản xứ, cách mở khẩu hình miệng ra làm sao này, các âm gió như thế nào để con có thể phát âm chuẩn nhất. Sau đó công nghệ này sẽ ghi âm và so sánh với giọng chuẩn của người bản xứ. Theo thang điểm 3 sao, con sẽ biết mình đã ở cấp độ nào để điều chỉnh phù hợp. Từ đó thì có thể cải thiện được kỹ năng nghe nói của mình một cách tốt nhất. Với các bé đang trong độ tuổi vàng của việc phát triển ngôn ngữ thì cái việc dạy tiếng Anh cho con vừa dễ lại vừa khó. Dễ ở đây là não bộ của bé rất nhanh nhạy để tiếp thu một ngôn ngữ mới, còn khó là các bé sẽ không hợp tác nếu như không thích. Và Babilala là một trong số ít app để ý tới đặc điểm này, tập trung vào cái việc kích thích cho bé có sự hứng thú học tiếng Anh một cách lâu dài. Để làm được điều này, Babilala đã sử dụng phương pháp CDT, là sự kết hợp của context là ngữ cảnh, game trò chơi và target language là ngôn ngữ đích. Hiểu một cách đơn giản là các con sẽ được tiếp xúc với tiếng Anh bằng việc chơi game và có các video bài giảng mà các con không hề biết là mình đang học tiếng Anh. Lấy ví dụ về cái việc mà các con bấm vào cái chủ đề fruit thì các con sẽ được giới thiệu một cái ngữ cảnh sử dụng những cái từ vựng liên quan tới chủ đề fruit là trái cây. Và sau đó các con sẽ chơi một cái game rất là thú vị và dễ thương, là các con cho các bạn hà mã ăn những cái loại trái cây mà các con vừa học. Và cuối cùng là một cái bài test nho nhỏ để nhắc lại một lần nữa về những cái từ vựng về trái cây. Đến cả mình là người lớn mà mình chơi với các con mình còn thích nữa mà. Thêm vào đó, app Babilala đã khắc phục nhược điểm của các khóa học online khác là thiếu sự tương tác. App Babilala đã tăng tối đa sự tương tác với các con bằng công nghệ tương tác đa chiều. Công nghệ này sẽ dẫn dắt con hòa mình vào các tình huống của bài học, từ đó khơi gợi con có thể tương tác nói chuyện nhiều hơn và giúp con có thể hiểu rõ hơn bài giảng của các thầy cô. Có một tính năng mới cập nhật mà cả mẹ và bé đều rất là thích, đó chính là Babilala Co, mô phỏng một cuộc nói chuyện của con với một giáo viên bản xứ người Anh Mỹ nào đó. Thì các thầy cô sẽ khéo léo biến tấu thành một cuộc nói chuyện vui nhộn để có thể vừa nhắc nhở con ôn lại những từ vựng đã học mà còn có thể rèn luyện được sự tự tin khi giao tiếp với một giáo viên người bản xứ nữa. Lấy ví dụ về chủ đề fruit trái cây mà mình đã nhắc ở trước, sau khi học chủ đề này xong thì Bông và Bánh Mì sẽ nhấn vào tính năng Babilala Co để gặp một giáo viên bản xứ. Giáo viên này sẽ nói chuyện với con một cách rất là chân thật, tự nhiên một lần nữa, nhắc nhở cho con những cái từ vựng mà con đã học bằng cách lồng ghép những cái sự vật sự việc rất là gần gũi. Cho nên cả mình và các bé đều rất thích tính năng này, vì giống như là chúng mình đang gọi cho một người bạn nước ngoài thật sự vậy. Điều mà mẹ Nhi yên tâm nữa là Babilala có một ban giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm rất tận tâm và luôn luôn nhắc nhở con học tập. Cho nên là các con sẽ có cái động lực để mà các con có thể học tiếp và không bị bỏ dở cái việc học. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ, để trẻ có thể duy trì động lực học tập cũng như là không bỏ lỡ việc học của mình. Ngoài ra thì ba mẹ còn được gửi những thông báo, thông tin chi tiết về tình hình học tập của con thông qua Zalo tin nhắn hàng tuần nữa. Vì cảm thấy được sự hiệu quả sau khi hai bé nhà Nhi sử dụng app Babilala, cho nên Nhi mong muốn giới thiệu tới mọi người để mọi người biết nhiều hơn. Babilala có cam kết là 100 ngày để bao yêu học tiếng Anh, không hiệu quả Babilala hoàn tiền, cho nên là mọi người hãy yên tâm về chất lượng của sản phẩm này nha. Hiện tại đang có ưu đãi giảm 51% học phí, chỉ còn 490.000 đồng kèm theo bộ quà tặng trị giá 1 triệu đồng cho bạn bè của mẹ Phan Nữ Yên Nhi, cho nên mọi người check link ở phần mô tả để biết thêm thông tin nha. Cuối cùng là vấn đề giáo dục giới tính là một vấn đề cũng rất rất quan trọng đối với các chị em phụ nữ và các bé gái. Hãy dạy cho các bé biết về cơ thể của mình, cách chăm sóc và bảo vệ cơ thể của mình đúng cách để tránh khỏi các trường hợp bị xâm hại tình dục hay các trường hợp không may mắn xảy ra. Về ăn uống thì mọi người có biết là ăn uống cân bằng, lành mạnh và đầy đủ các nhóm chất đang là xu hướng của thời đại bây giờ không? Không phải là xu hướng mà đó còn là chân ái đó mọi người. Mọi người có nghe qua cái câu nói là chúng ta là những gì chúng ta ăn hay chưa? Tại vì input là những gì chúng ta nạp vào là một cái quan trọng để quyết định cho ra một cái output là những gì tỏa ra bên ngoài được xinh đẹp và khỏe mạnh hơn. Và hơn hết, khi chúng ta ăn uống đầy đủ chất và cân bằng thì chúng ta có cái cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như tư duy. Sau khi mình học, trải nghiệm và quan sát thì mình giới thiệu các bạn cấu trúc dĩa ăn theo Harvard Medical School để cho các bạn nữ và các bạn đang làm mẹ hướng dẫn cho con gái của mình làm sao để ăn uống đúng.
Ngoài ra, cái việc ăn vặt không thể thiếu trong tuổi thơ của các bé gái đúng không? Cho nên là các mẹ hãy hạn chế giới thiệu những cái món ăn vặt có năng lượng cao mà giá trị dinh dưỡng lại thấp. Thay vào đó, các mẹ có thể giới thiệu trái cây nè, sinh tố, nước ép rau xanh, đặc biệt rất tốt. Còn có thể làm thạch rau câu tự làm, nhưng mà nhớ chắn nhỏ ra nha, để chống nguy cơ hóc nghẹn. Và bắp rang không đường cũng vậy, dành cho các bé trên 4-5 tuổi để tránh cái nguy cơ hóc nghẹn. Sô-cô-la đắng dạng mềm hay là những cái loại sữa chua, phô mai chẳng hạn, và các bạn nữ khác cũng có thể tham khảo những cái món ăn vặt như vậy nha. Khi chúng ta ăn những sản phẩm đóng gói thì nên đọc bảng giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml hoặc trong 100g của sản phẩm. Chú ý tới phần năng lượng, cáp, chất béo, chất đạm, vitamin D3 và canxi có trong sản phẩm. Sau đó lướt tới phần thành phần. Thành phần nên ngắn, không được pha quá nhiều chất tạo mùi, chất bảo quản. Đối tượng độ tuổi sử dụng như thế nào? Ngoài ra còn có liều lượng sử dụng theo độ tuổi cần được lưu ý. Thì đa số các bé gái cũng như các bạn gái đều có mong muốn là cao hơn và thon gọn hơn. Cho nên là mẹ hãy khuyến khích các bé ra ngoài để vận động, chơi đùa bạn bè, cũng như là chơi một bộ môn thể thao mà con yêu thích. Thì hãy giới thiệu cho các con những bộ môn tốt cho phát triển chiều cao, giống như là chơi cầu lông, chơi bóng rổ, bơi lội hoặc là nhảy dây nha. Và thuyết phục bé đi bộ vào mỗi sáng sớm, cũng như các bạn gái cố gắng đi bộ vào sáng sớm để có thể hít thở không khí trong lành, có năng lượng tốt hơn và hấp thụ vitamin D được tốt hơn nữa. Hãy cố gắng dẫn con gái của mình tới các khu vui chơi để có thể đu xà, vận động thêm, hoặc là tập những bài tập giãn cơ 5-10 phút của kênh YouTube của mình chẳng hạn. Thời lượng vận động hợp lý cho trẻ em và các bạn đang trong độ tuổi teen là từ 60 phút mỗi ngày. Cho nên là các bạn vận động nhiều hơn 6 phút mỗi ngày thì các bạn phải ăn uống bồi dưỡng thêm, cũng như là các bạn cố gắng là đừng có vận động ít hơn 60 phút mỗi ngày nha, thì nó sẽ không đạt được kết quả tối ưu mà các bạn mong muốn. Tiếp theo là thói quen. Thói quen nhỏ tạo nên thay đổi lớn. Sau đây là những lưu ý về đi đứng nằm ngồi rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của các bạn gái, mà nó sẽ tác động tới những thay đổi rất lớn trong tương lai. Cho nên là các bạn hãy lưu ý vấn đề này nha. Đầu tiên là các bạn nên cố gắng là nhai đều hai bên, và nằm thì lăn đều sang bên trái và bên phải một cách đều đặn, hoặc là nằm ngửa và kê một chiếc gối ở dưới đầu gối để có thể nằm một cách thoải mái, thì chúng ta mới bảo tồn được một cái khuôn mặt đều đặn. Thì mọi người cũng thấy là mặt của Nhi thì không có đều hai bên này, thì Nhi đã mắc phải cái sai lầm đó, cho nên là mọi người rút kinh nghiệm nha. Tiếp theo là hãy nhắc nhở con và nhắc nhở mình đặt lưỡi sao cho đúng. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm về phương pháp mewing, vì trong video này thì không thể nói quá nhiều những vấn đề được. Và trong một video thì cũng không thể nói hết tất tần tật những vấn đề được, đúng không mọi người? Cho nên là mọi người có thể tìm hiểu thêm, mà nó đơn giản là mọi người chỉ cần đọc âm N để cho lưỡi nó tiếp xúc với vòng họng ở trên và ngậm lại, để cho cái gương mặt của chúng ta càng lớn thì phát triển nó càng đẹp, càng hài hòa và cân xứng mà không bị vấn đề nặng cần. Hãy nhắc con là ngồi thẳng khi học bài và làm việc để tránh tình trạng gù lưng. Thì chúng ta sẽ có một cái chỗ gù ở phía sau lưng này này, và cơ thể thì sẽ bị rút lại giống như một con tôm á, thì chiều cao của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Điều tiếp theo nữa là nhắc con là không nên bẻ tay này, bẻ cái khớp tay á kêu rắc rắc nghe rất là vui tai, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng những cái khớp tay khiến cho tay của chúng ta bị to ra. Và khuyến khích con là hãy tham gia những cái lớp múa, lớp nhảy thì khiến cho cái tay của chúng ta sẽ được dẻo, được dài ra, thon gọn hơn nữa. Tiếp theo là một vấn đề liên quan tới ngực. Khi con có dấu hiệu dậy thì mẹ hãy nên để ý nhắc nhở con là tránh nằm sấp, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của ngực, cũng như là chọn cho con những cái áo lót phù hợp để tránh cái trường hợp là con bị tự ti mặc cảm khi cái việc nhú ngực lên, và con sử dụng những cái bộ đồ bó sát hay là bó ngực lại để không thấy cực. Và cái việc này sau này nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của ngực và thẩm mỹ của ngực rất là nhiều. Khi ngồi thì hãy nhắc nhở con là ngồi thẳng, không được bắt chéo chân thì sẽ dễ bị cong vẹo cuộc sống và mất tính cân đối của cơ thể. Và khi ngồi thì cũng không nên khoanh chân lại thì máu sẽ khó lưu thông và chân dễ bị to ra nữa. Điều tiếp theo rất là quan trọng, hãy nhắc nhở con là bảo vệ đôi mắt của mình, tại vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Thì các con hãy cố gắng là massage mắt nè, rồi bảo vệ đôi mắt của mình bằng cái biện pháp 20-20-20, tức là sử dụng mắt cường độ cao 20 phút thì hãy cho mắt nghỉ ngơi và nhìn xa khoảng 20 feet là tầm 6m, vào khoảng 20 giây thì đôi mắt lúc đó sẽ được nghỉ ngơi và chúng ta có thể quay trở lại làm việc.
Từ nhỏ hãy chú ý quan sát con và không để con ngồi ở cái tư thế W nha, thì sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi cái tư thế chân sau này của con, dễ bị chữ X hoặc chữ O. Và nên nắng chỉnh massage chân cho con mỗi khi tắm hay là mỗi khi thức dậy thì sẽ khiến cho chân của con được thẳng và dài hơn. Hãy chú ý bổ sung thêm D3K2 từ khi bé còn là trẻ sơ sinh nữa nha. Chú ý nhắc nhở con là không được tác động lực mạnh lên đùi và bắp chân, tại vì dễ khiến cho đùi và bắp chân to ra và hơi bị thô. Và cuối cùng là hãy nhắc nhở và hãy lựa chọn dùng con những sản phẩm organic và lành tính để chăm sóc da và tóc của mình nữa. Các bạn cũng biết rằng trong một cuốn sách hay trong một cái video thì không thể có tất cả những cái điều mà các bạn có thể lưu ý được, vì cuộc sống của chúng ta rất là đa dạng và rất là khác nhau. Ngoài ra thì cái sự hiểu biết của mình là hữu hạn nữa, cho nên là Nhi rất mong sự đóng góp của các bạn gái khác, các bà mẹ khác để giúp cho cộng đồng trẻ em phụ nữ chúng ta ngày một tốt hơn, ngày một xinh đẹp hơn và ngày một xuất sắc hơn. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.